ngầm trái khi quân thù tràn qua xâm chiếm, da lửa bọc tay ta dùng người lấy đo sông. Quê hương ơi đang đưa bàn trong lửa gối, vì buồn dân đâu tiếc máu xương mình. Ta ra đi mang trong lòng tình yêu nặng thiếu, con còn thơ thương và hiền một năm hai xưa. Chúa mang đến cho đá màu tàn lên thương lối, đêm yên vui đêm hạnh phúc đến muôn nhà. Triều phiến khi đất nước mịt mờ khói lửa, anh phải lo cứu lấy giang sơn. Em yên lòng trở lại chiếc giang và đón đợi ngày vui tay hồng. Nếu chàng phải ra đi vào mùa lá đỏ thì mãi mãi em sẽ là kẻ đợi chàng bên cầu tay bế con thơ. Cảm gắng nhọc nhằn và mỏi nỗi cô đơn, ý nhi nghĩ thật đáng thương khi cách lìa tình cha con. Xa con đắm tháng môi mòn, nhớ thương nghĩ đến đau lòng, muốn con yên giấc ngủ đồng mà lòng già xuống sang. Chiên trong rộn ràng tiếng đưa người ra chiến trận, nhất cứ bất phục quần đầu xa gì nguy nan. Ghép cửa phòng quê chờ chồng trở lại, trong tháng ngày quạnh quẻ đơn côi. Kìa trong đã trở cánh rồi, xin nhớ ngày kia vui. Làm đáp rừng thu rụng lá vàng, ngựa hồng đuổi bước nẻo quang sang. Cười lên em nhé giờ tiếng biệt, đừng để mi sầu lệ chưa chan. Kim Tùng ơi chén rượu tiễn đưa, xin mời chàng uống cạn. Rồi đây rằng liễu dương quang sẽ gục đầu theo gió ngựa che khuất bóng trời xa. Rồi đây giữa núi rừng trùng điệp bao la, mùi hoa dài thoảng đưa trước gió. Chàng cứ ngỡ đó là hương tóc người yêu nơi miền quê cũ, đang mỏi mắt chờ ai ngoài muôn dặm biên thùy. Triều phiến,
em vững lòng ở lại nuôi con, cho ngày tái ngộ có niềm vui chiến thắng. Kim Tùng, Kim Tùng ơi, có phải bây giờ là đang độ thu sang? Sao em nghe lòng lạnh vô như giữa ngày đông rét mưa? Đây chung rượu tiệc nàng mời ta càng, để nơi chốn xa trường ngập giả khắp dinh. Rồi đẩy cái cõi chiến bào nằm dưới ánh sao đêm, ta sẽ đọc lại mấy dòng thơ. Quý hòa xa trường cung mặt tiêu, phố lai trình chiến kỳ dẫn hồi. Trong tương thành trung giả điểm gian, sương phủ trắng ngàn gió hoài nỗi ngàn gió xanh nhát một màu, lòng chàng ý thiếp mơ ai sầu hơn ai. Kiều Phi Yến, đẹp như bức tranh hẹn hò. Lặng nghe sóng reo mặt sông, đẹp như khúc ca tình đầu. Thương nhớ xót xa, mấy thu qua chưa
người trở lại, một lòng xô xát đời chờ ai. Đây ba triệu cây nè. Ủa mẹ con đâu rồi? Dạ mẹ con ở trong thư phòng. Vậy hả? Ủa này con chơi, ăn chơi với ai ngoại á? Dạ con chơi với ông Lữ Đạt. Sao? Ủa trời ơi, sao lâu quá cha không về thăm con? Ừ thì cha bận công việc triều đình. Thiệt không? Thiệt. Ý Nhi. Ô mẹ. Mẹ biết không, cha đến đây con thiệt là vui. Ơ kìa, sao mẹ lại buồn? Mẹ cũng vui, chứ có buồn gì đâu con. Ý Nhi à, cha tới thì mẹ con mừng lắm chứ. Nhưng chuyện người lớn á, con không biết được đâu. Dựng bỗng nhiên mẹ con giận lã rùng, mẹ của con mới suy nghĩ giận chờ. Vậy mà con tưởng là mẹ giận vì cha con không thượng thăng tiến. Không, mẹ biết cha con bận việc triều đình. Thôi, con hãy ra vườn xem bướm với ông. Ý Nhi, đi chơi với ông đi con. Dạ. Đi với ông con, đi. Thôi, con không đi đâu. Sao vậy? Ông cổng đi, con mới đi. Ông cổng con mới đi. Rồi ông không cổng con đi không? Không. Thôi vậy ông cổng. Rồi. Cha. Ừ. Cha ở đây đợi con nha cha. Ừ, cha biết rồi. Bye bye cha. Giỏi quá. Đã 8 năm rồi, kể từ khi có tin Lý Kim Tùng, chồng của tôi, đã chết, thì Lữ Huynh là ân nhân đã che chở cho mẹ con tôi. Và con Yên Nhi bây giờ đã lớn, ngày ngày vẫn hồn nhiên cấp sách đến trường. Và nó vẫn gọi Lữ Huynh là cha, chứ nó đâu có biết rằng cha của nó đã biệt tâm qua 8 mùa lá rụng. Lữ Thanh Huynh! Tại sao? Tại sao mày dám dối gạt cha của mày? Cha nói gì con không hiểu. Nàng kia. Dạ. Hãy rời khỏi nơi đây lập tức. Dạ. Thanh Quyên, tại con sao con dám chở che vợ con của Lý Kim Tùng? Kẻ đã dám chống lại triều đình, đã bạo phen, hắn đem quân dây động gây loạn, đáng chịu tru di dòng họ ba đời. Con dối cha chở che cho giặc, con dám nói dối là hầu thiếp của con à? Cha thưa phụ thân Kim Tùng với con là bạn, con phải hết lòng sống với hoàng nạn cho trọn tình bạn hữu thâm giao. Nhưng rồi ai sẽ vào đây để chịu lấy tội trạng? Con có biết không, nếu việc này tới tay của hoàng thượng, vậy con hãy giết ngay mẹ con của nó. Viên độc dược này sẽ giấu kín chuyện ngày xưa. Trời ơi, tại sao cha bắt con phải giết mẹ con nàng? Thủ đoạn đê hèn vô đạo vô nhân. Nếu như không thì con cha đã giúp nguyên triều xâm chiếm đất đai này phải chịu tiêu tan. Cha Thanh Quy, con đừng vì nhan sắc của đàn hoàng, cũng đừng vì một thứ hào hiệp nghĩa ân giải dột mà phải nghĩ đến tương lai rực rỡ của gia đình.
con phải nghĩ đến tiền đồ họ Lữ. Cha Thanh Quy phải giết chết vợ con của Lý Kim Tùng. Cha người đàn bà mà 8 năm qua tôi đã đem mối tình hờ ra bao bọc, rồi tháng ngày qua đã tạo cho ta một niềm rung cảm êm đềm. Không, không, ta không thể giết nàng bằng máu kiến đã dược. Tiểu Yến, tôi đã nghe rồi tất cả. Và chiên độc dược này sẽ giúp cho Lữ huynh trọn bổn phận làm con, giúp cho tôi với Kim Tùng sớm được đoàn viên, sớm được trùng phùng nơi chinh xuôi. Không, nếu độc dược kia là nhân giúp nàng sớm gặp Kim Tùng nơi chinh xuôi, thì chính nó cũng làm cho ta tan nát cả linh hồn. Thì ta sợ biệt ly và cô độc lạnh lùng, qua ngày tháng bên nhau chung sống, tôi với nàng cùng chia sẻ nỗi buồn vui. Đêm từng đêm khi nàng thao thức với con thơ, thì tôi cũng đầu bên cuối lẽ mà thầm lặng mơ. Tôi muốn nói tiếng yêu nàng, nhưng sao nghẹn mãi trong tim cay đắng ngỡ ngàng. Sao Lữ huynh yêu tôi à? Không, không, ân nhân ơi, xin ân nhân đừng nói nên lời yêu thương, chỉ một quá vũ đã lỡ làm kiên phận. Phải, tôi cũng biết ước mơ không thành sự thật, cho nên tôi mới lặng tin và nhiều thương buồn. Cô xóa tan đi những buồn, nhưng mà tôi càng xua đuổi thì hình bóng quyền quặng ấy và giấc mơ kia cứ đè nặng gối tim yêu. Đêm dài gieo tiếng hoa hơi thở, gửi gió mang đi kiếp lạnh lùng, để rồi sầu nhớ mong lung, nỗi yêu cho nhẹ nỗi buồn cô đơn. Đừng tuyệt vọng, phu nhân. Cây mẫu, ta ra lệnh cho Lữ Thanh Huy phải thật sự là chồng của Kiều Phi Yến. Phu nhân. Cây mẫu, vì ta muốn cứu gia đình họ Lữ khỏi phải bị tru di tam tộc. Cây mẫu nhân, các người không được cãi lệnh ta. Tôi, phu nhân, Phi Yến, vì ta rất rất thương nàng, tôi nên ta mới định chọn cho nàng một nơi xứng đáng. Tôi cho nàng thương. Nói mà không sợ người đời mỉa mai, thương hay là mưu kế, mà thủ phạm chính là chú đây nè. Chú đừng vô lễ với cái mẫu của tôi. Kế mẫu của mày là chị dâu của tao. Ta muốn nói thủ phạm chính là người đàn bà trẻ đẹp, có một quá khứ đã yêu, nhưng không tự tội niệm mơ ước, nên mới bày trò bể quá nương dâu. Người muốn nói ta chăng? Đúng như thế. Vô lý. Không, tôi nói đây rất là có lý. Người, khi người
tan dành đại kim tùng. Vì trước khi hai người đã yêu nhau, nhưng vì gia trang nên lỡ môi duyên đầu. Thưa chú, chú nói gì mà cháu không hiểu được? Chắc chú quên rằng chính chú cũng chưa biết mặt kim tùng. Nhưng ta nghe mẹ Thanh Quy lúc còn sống nói rằng trước kia hai họ bạch lý hứa kết thông gia, nhưng chẳng may đất bằng sống dậy, chinh chiến xảy ra gia đình thất lạc, nàng họ bạch về làm dâu kẻ khác, nên hai kẻ đầu xanh đành chịu lỡ duyên. Thôi chú Lữ Đạt chớ có nhiều lời, vô lễ đặt điều khinh tạc kế mẫu tôi. Thanh Quy, mày dám khinh rẻ chú mày? Được rồi, từ bây giờ tao đi sống với người dân. Chú Lữ Đạt, chú Lữ Đạt, chú Lữ Đạt. Rồi. Phi Yến, lòng tốt của ta là như vậy đó. Một, nàng sẽ là vợ của Lữ Thanh Quy. Còn hai, mẹ con nàng phải chết. Đạt quyết định đi. Trời ơi, ta phải quyết định. Ta đang đi giữa ngã ba đường ngang trái, ta phải ngược dòng bến đổ, quên thề xưa, quên ước hẹn buổi tiễn đưa, quên bản tình ca bên cầu thể thủy. Kim Tùng ơi, ta không thể làm kẻ phụ phàng. Độc Dược, mẹ hãy giúp cho ta giải thoát. Mẹ, mẹ hãy sống cho con vui vẻ sống. Cùng mẹ hãy qua tôi xem bươm trắng lượn quanh vườn. Thank you.
về nhà đi con, để con bị đầy đó. Thôi, con muốn chú xem chơi với con tới à. Ừ, mà để chú đi chơi với con chút ha. Cha con dặn hay sao? Tại sao con lại bắt bướm ngoài đường với một tên xa phu xa lạ? Tên xa phu xa lạ? Ôi, nghĩ chăng ngắn trò đời giống bề, lòng thế nhân nay đổi mai dời, chữ ân tình theo chạy trôi xuôi, đã chôn lấp đi bụi mờ qua. Bà có biết tên xa phu nghèo khổ này là ai không? Ông đây là... Bà ơi, tôi là kẻ đã đi vào một mùa lá đổ, và có người thiếu phụ ôm con nhỏ lẻ bên cầu. Tôi là nạn nhân của một cuộc giật đổi sao dời. Khi tôi trở về đây thì vợ tôi đã về kẻ khác, còn con tôi cũng thuộc về. Nhìn nhau chăng không, tôi sợ đứa con thơ vô tội khổ đau. Khi nó biết được người mẹ trọn tình trọn yêu lại là một người lang tâm đất nước. Lang tâm đất nước. Hơi xúc động thôi con. Ông nói rằng ông sợ con ông đau khổ, cho nên ông không dám nhìn con, nhìn vợ. Đúng như thế thưa bà. Vì tâm hồn đứa trẻ thơ trong sáng như là viên ngọc bích, thì tội tình chi chuốc lấy sự đau buồn. Thế nên dù nhớ dáng đứng thân yêu ẩn hiện sau bức rèm thưa. Bà ơi, cơn từng cơn từ lầu cao chậm ra tiếng cười quen thuộc như xé nát tâm can. Tôi chạnh lòng chua xót cho cảnh cận kề nhau trong gang tấc, vậy mà như là cách xa ngàn dặm quang. Gặp con chú mỗi ngày bốn lượt, nhưng nó chỉ nghĩ rằng chú là một tên xa phu rất đau đôi con. Chứ nó đâu có biết bao phen chú muốn ôm nó vào lòng để gọi một tiếng
con cho thỏa lòng phụ tử, nhưng về hạnh phúc của đứa con yêu đang sáng đẹp như chiếc bình pha lê quý giá, mà chú không có quyền phá vỡ nó đi, nên chú mới gượng cười nuốt tối lệ vào tim đầy dấu kính tôi tên, cho đến khi nào chú gục ngã bên đường. Ý Nhi, sao con lại khóc? Con thương chú à. Ý Nhi, mẹ, tội nghiệp chú à, hay là mình tìm vợ con giùm chú nha mẹ. Ý Nhi, con vào trong đi, để mẹ nói chuyện với chú, nghe con. Dạ. Dặn cơn đau khổ,
Tôi không có can đảm để làm đổ vỡ chuyện hạnh phúc của bà. Không phải tôi nhẫn tâm, nhưng chuyện đã lỡ rồi. Xin bà hãy bằng lòng với số kiếp. Số kiếp? Trời ơi, số kiếp gì mà chất chồng cay đắng? Con định mến gì mà gây lắm đau thương? Chỉ có kẻ đàn ông như Kim Tùng mới có đủ kiên gan coi em như người xa lạ. Chứ còn riêng em, dẫu rằng vì hạnh phúc của đứa con yêu mà ngược dòng bến đồ, em không thể nào quên được bản tình ca. Em tiễn đưa anh ngày chinh chiến của năm nào. Chuyện tình đã lỡ chuyện rồi, con đò năm trước có người khác đưa. Tiếc chi bến cũ đò xưa gây thêm giông bão gió mưa ngập. Không. Đứng lại mày, đứng lại. Dạ thưa ngài, tôi chỉ là một tên sa phu nghèo khổ. Mi muốn gì mà to nhỏ với vợ ta? Không. Mi nói gì mà con ta khóc? À, hay là mi cần tiền bạc? Ta cho mi. Thưa ngài, tôi không phải kẻ ngoài, mà tôi đến đây là để đưa rước cô Long. Cho nên ta mới trả công mi bằng vàng bạc, chứ không phải bằng tình thương của con ta là Hải Nhi. Vì từ lúc có mi đưa rước tới giờ, nó mất khăn ít nhiều thổi quen. Săn sóc đến ta, tình phụ tử đậm đà bỗng nhiên ít nhiều phai lên. Hay là ngài bận việc triều đình nên ít có thời giờ săn sóc tới con nó mới bất thường? Không, ta tìm ra sự thật mới biết rằng chính mi là một đứa xa phu đến nghèo hèn khốn kiếp. Mi ở đâu mà lại trôi dạt đến nơi đây, sẽ vô làm sáo trộn làm cho ta tức bực. Vậy kể từ đây mi nên đi tiệm vàng, đừng cho ta thấy mặt. Đi đi. Mình vào trong phu nhân. Dạ. Dân, tôi sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Tên kia. Dạ. Ngươi muốn tìm ai trong nhà vậy? Dạ, dạ bẩm phu nhân, ta đang hỏi ngươi đó. Lý Kim Tùng? Không thưa phu nhân, tôi chỉ là tên sa phu, không phải tên Kim Tùng nào đó. Dạ xin cứu phu nhân. Khoan, xin chàng hãy dừng lại và nghe lời tâm sự của một khách tình muốn gửi gắm yêu thương. Thưa phu nhân, Bạch Tuyết Lan này sẽ từ bỏ lòng son cửa cát để cùng khách tình nối lại mối tơ đàn. Phu nhân, chuyện ngày trước là yêu đương mộng ước, chuyện bây giờ là cao thấp hèn sang. Nàng đang sống trong gấm lụa nhung vàng, đừng bận biểu kẻ lầm than.
Giờ đây bà là gái đã có chồng, xin bà hãy giữ gìn phẩm hạnh. Chào bà. Đứng lại, ngươi đứng lại. Quân kìa, phu nhân. Phu quân, có điều chi mà làm cho nàng tức giận vậy? Phu quân ơi, tiếp quá là bất bình nóng giận. Vậy à, có việc gì hãy nói cho ta nghe. Vì mới thấy tên xa phu và vợ của Lữ Thanh Quy đã đuổi trao ân ái duyên tình. Phu quân biết sợ một ngày nào đổ bể sẽ làm xấu hổ dòng họ của Lữ ta. Ôi, quá là một hành động đêm nhục gia phong mà. Cũng tại phu nhân, phu nhân đã bày ra chuyện thất hồn, chứ con của ta nó nào có ân đâu. Thì có ngờ đâu, tiếng lại là kẻ lăn lộn, thì cố dự vào là để gỡ tội cho phu quân. Thôi được rồi, nàng cứ để cho ta xử sự. Dạ. Quân, hãy cho dời Lữ Thanh Quy đến hầu ta lập tức. Phu quân ơi, chàng nhớ đừng có quá nóng giận đó nghe phu quân. Được rồi, nàng cứ yên tâm. Thưa phụ thân, phụ thân muốn dạy con điều chi? Thanh Quy, gả cho con hay Kiều Phi Yến vợ của con, nó đã ngoại tình cùng với một tên sa phù khôn kiếp, quả đứa lăng loạn. Trời, cha, không có lẽ nào. Không, ta vừa đến đây bắt gặp cả hai, hai kẻ gian dâm, thì con nên bình tĩnh lại liệu xử sự, đừng để cho nhà ta phải điếm nhục gia phong. Thanh Quy, đã có đầy đủ bằng cớ, con hãy liệu mà xử sự đó. Phu nhân. Yeah. Ta vào trong đi phu nhân. Trời ơi, không có lẽ nào, không có lẽ nào. Quân, hãy đem rượu cho ta. Vì Yến đang ngoại tình, phu quân. Phu quân, đã có chuyện gì xảy ra vậy phu quân? Kiều Phi Yến, nàng hãy rót rượu cho ta. Bàn tay ngà hãy nâng chén ngọc, rót, rót cho ta uống cạn. Dạ. Hình như phu quân đã quá chén, suốt đêm dài trầm mặc suy tư. Ta muốn tự dối lòng quả mấy chén men cay, hồng dơi bớt nỗi sầu vô căn cứ. Để tiếp đưa phu quân vào trong ngơi nghỉ. Không. Phu nhân ơi, ta sợ lắm đêm dài. Nàng chớ bỏ ta hiu quạnh giữa mông lung. Vì bỗng nhiên kỷ lực yếu mệt, nên ta gần mẻn cay, và hình ảnh nàng trong đêm nay. Kiều Phi Yến, ta tha thiết van xin nàng hãy đợi lấy bình nhà và nâng chén rượu quỳnh cho ấm lại hồn ta. Thiếp xin dâng lời phu quân, thiếp rót chén rượu nồng và đôi ngấn lệ lòng của một tâm tình đau thương. Phu quân hãy uống cạn đi và thương xót cho phận má hồng vốn
cháu trọn đạo thờ dòng, chưa muốn ngàn dòng gai. Phu nhân, nàng hãy hứa với ta là nàng chung tình suốt kiếp. Hứa đi phu nhân, nàng hãy hứa đi phu nhân, hứa đi phu nhân. Nàng sợ thái độ của ta. Không, đó là biểu lộ tình yêu cuồng nhiệt của ta thôi. Phu quân, ta đã sai rồi. Phu nhân hãy đưa ta vào phòng ăn nghỉ đi phu nhân. Dạ. Kim Tùng. Dạ, xin lỗi bà. Kẻ này vì quá nhớ thương con nên đã leo tường vào đây. Dạ, tôi đã gặp con. Xin phép bà, tôi đi. Kim Tùng. Tôi xin bà hãy nén đau. Ta đã vì tương lai hạnh phúc của đứa con còn thơ ấu, thì ta phải cam đành đôi ngã biệt. Nhưng đã tám năm qua, theo lá rụng ven sông, em trông đợi mỏi mòn, rồi ai xui gặp gỡ. Dẫu đến một phương xa, tôi vẫn nhớ nơi đây có người mẹ hiền hòa đã hy sinh một mối tình đầu để cho con sống giữa ngàn hoa. Bà hãy thu hết kiên gan, dẫu gì con bao khổ đau em cam chịu, nhưng làm sao em chẳng đau lòng. Lúc chia ly không hẹn giang phu giám phụ. Phu quân, chàng đã hiểu lầm, thiếp không phải là người phản bội, người này chính là... Thôi đi. Chính nàng đã nhận tâm
số con số đấy vật và dầm lên nhân nghĩa của ta và lý lên xác chết của Kim Tông. Phụ vương, người này là nàng đâu có biết rằng lòng ta đang mang một ân tình, nhưng vì nàng vì con một đứa trẻ thơ vô tội, một người anh thân mến mà thuở nào cùng ta vui đùa nơi lý gia trang, cho nên ta mới quyết từ chết luôn một quận hương trời xanh. Thì tại sao nàng nỡ trả lại cho ta bằng một hành lý phán cách phụ phàng? Quả công ơi, con nỡ sắc bài chi cảnh tình ngang trái. Ông sao không? Tôi biết nói làm sao đây để giải bài niệm trong ấm. Thì nàng hãy nói với tên Sa Phu đây, hẹn kia là người tình trong tâm sự, nó là thiên thần có phép màu quyền diệu đưa nàng đến tột đỉnh vô sơn. Không, nói đi, nói đi, nàng hãy nói rằng chính nàng đã phủ danh mây xám trên ánh sáng tương lai hạnh phúc của con. Muốn cho óc tim ta khỏi bị dài dò đau khổ, cho hồn người xưa đành ngậm tôi sầu. Nói đi, làm sao dành mỗi tươi tắm kia tốt được nên lời. Trời ơi, đêm nay là đêm kỳ mà chưa tàn cơn ác mộng lại đến tìm chim bao. Nữ Thanh Quy đã sáng mắt của con chưa? Hãy đại con đàn bà loạn dâm đế tiễn ra tận đảo quan để cho chim tha quả xé nó. Không khách hoàng, nếu cần đại đo một xác thân cho nó chết đi nơi đảo quan xa vắng, thì tên Sa Phu này đây mới đáng nhận cực hình. Còn phu nhân là người đàn bà giàu lòng nhân ai, có tội tình chắc là tội xót thương tên cùng kinh khốn nạn. Thôi đi, bằng chứng đã rõ ràng rồi, người kiếm điều che đậy cho tình nhân. Thưa ngài, tôi là kẻ đôi cơm khác nước, đã bao ngày áo chẳng ấm thân, thì có bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện diệt vong. Những lãng mạn yêu đương chỉ dành cho những người quyền quý cao sang, nhưng dù là kẻ cùng đinh tôi cũng có quyền nói lên sự thật. Một sự thật phũ phàng sau một cuộc dâu bể đổi thay. Cảm tâm mi hải cầm đi, từng nhiều lời hiệu lực cho thất công. Mi đã vào ra nơi chúng tư dinh, tôi là đáng tội. Quân sĩ đâu, hãy nghe lệnh ta truyền, hãy đem giam nó vào trong ngục tối cho ta. Không, đưa nó đi. Không, phu nhân, phu nhân.
đưa tên tử tội ấy đến đây cho ta. Cho các ngươi lui. Kim Tùng, Kim Tùng ơi, em đã đánh cắp được thẻ lệnh, đến đây để giải thoát cho chàng đây. Đi, đi thế thiếp, đi. Phu nhân, xin phu nhân hãy cất thẻ lệnh và lui khỏi nơi đây đi. Chàng đuổi tôi à? Chàng không thương xót cho một người đàn bà bất hạnh sao? Bất hạnh à? Bà đừng ra vẻ than thân trách phận. Tôi đã bằng lòng với số kiếp của riêng tôi. Tôi với bà như nước chảy bèo trôi, cùng xuôi ngược giữa dòng sông định mệnh. Không, Kim Tùng ơi, em không phải là kẻ sống trong phù phiếm xa quá. Nhà em trong trắng em. Để cho anh ngấn chiều trăm đắng ngàn cay sau cánh cửa của ta, người dám xem thường cái chết. Quang khoan, nếu cần sửa lại cuộc đời tối lỗi thì kẻ chủ mưu chính là bạn gối chăn của đại huynh mới đáng tội biêu đầu. Nói cái gì lạ vậy? Hãy dám ăn dám chịu sao anh lại đổ thừa, dạy thưa không che mắt thanh, dội tranh đàn nào cũng bị kẻ đình xem. Chuyện đời đổi trắng thay đen, miệng tỏ đường phèn mà bụng chứa gương đau. Đã yêu mà còn hại người yêu, có chồng mà lại tính điều chia ân sẻ. Họ Lữ của ta xưa nay không ai dám buồn hôn lầm ngữ. Người liệu mà giữ lầm, im mồm đi là tốt hơn hết. Im mồm. Đại huynh ơi, từ lâu nay em đã im hơi lặng tiếng, là để mặc cho đại huynh đem cái kiến họ ra đằng mà sơn phách son vàng.
đã gặm hết chữ tam tùng tứ đức. Gỗ đã mục rồi thì đại huynh còn sơn phách nữa làm chi? Chắc đánh sao quá nuông chiều, bắt thang cho vợ nó trèo lên cao. Lỡ rồi biết nói làm sao, cái thân sợ vợ mà miệng đời mía mai. Cầm đi! Người phải biết một tiếng thét của ta là muôn kẻ phải biết quay. Vậy mà người dám nói là sao? Là ta sợ vợ à? Dạ đúng rồi, phu quân chỉ sợ cho thím mắc phải hàm quan chứ nào phải sợ vợ gì đâu. Đó, người có nghe rõ chưa? Có thấy chưa? Hỏi cái thằng sai xưa, hỏi cái thằng điên lữ đẹp. Anh không có nói tôi điên nghe. Mày không đến thì mày khùng. Thà anh nói tôi khùng mà tôi chịu. Khùng chứ không có sợ vợ. Quân, tông cổ thằng khùng này ra ngoài cho ta. Anh khỏi đuổi. Trước khi tôi đi, tôi nói cho anh biết, anh nghe lời người ta đi, rồi có ngày anh hối hận. Đi, đi ra khỏi nơi đây. Đi. Chú. Chú cháu gì bị đuổi rồi mày ơi. Phô quân, bớt giận. Kìa, Thanh Quỳ, con đến đây thật là đúng lúc. Hãy ở lại đây để cùng ta xử tội kẻ gian dâm phản loạn này. Và mới vừa rồi đây, nó còn cả gan xúc phạm đến kế mẫu của con nữa đó. Hỏi tên Sa Phu, ta phiền mi chớ nên ngạo mạn. Vợ chồng ta đang yên vui, mi nên kính trọng là hơn. Đã chẳng biết thân mi toan gián trò chiếm đoạt, tội của mi đã quá tan, mi đừng có kiêu quan. Không, các ông đã lầm, kẻ chiếm đoạt người yêu, kẻ làm phận vợ kẻ chồng, kẻ ấy không phải là tôi. Thôi, đừng có nhiều lời, hỏi tên gian dâm đạo tặc. Anh Quy hãy nghe lệnh của ta, đài nó ra tận đảo quan. Phu nhân, dạ, hãy vào trong với ta đi phu nhân. Đi phu quân. Quân, hãy đem nó vào ngục tối. Sáng ngày mai, đài nó ra quan đảo. Phu quân, phu quân ơi, tên tử tội ấy đâu rồi phu quân? Là phu quân, nàng lại hỏi đến kẻ gian phu à? Rồi đây, nó đã rủ sát hoài đảo quan. Nàng hãy khóc đi, nàng hãy khóc đi, nàng hãy nhỏ lệ sầu thương xót tên Sa Phu đang về với cát bụi đi. Dòng lệ đau thương sẽ âm thầm rơi trên quan mộ Lý Kim Tùng. Tên Sa Phu là Lý Kim Tùng à? Phải, cái tên nằm trong một số kiếp nào lùng. Vì thương vợ thương con, chàng bằng lòng với kiếp sống ngựa trâu. Thời quanh liệt còn đâu, với cái tên Sa Phu đói nghèo cơ cực. Ngài bốn lượt đưa đưa cái nhi, để có gì cười đùa với con thơ trong nước mắt. Kiều Phi Yên, nàng đang mơ hay tỉnh, hay hình ảnh của Lý Kim Tùng đã làm náo loạn tim em? Tôi xin nàng, nàng hãy để cho người chết được nằm yên trong lòng đất. Dân, dân, nếu cái tên Lý Kim Tùng đã dùi thay cho
lòng đất lành thì hình hài kia vẫn còn lấy lất chơi tháng rộng năm dài. Còn biết làm gì hơn khi số phận đã an bài, nên chàng tan thở dài trong bóng tôi lặng nhìn ai lỗi một khúc ca. Để rồi mỗi khi chiều tà nhìn lá rụng bên sông, mới não nề chua xót cho cảnh đời tan họp như án phù dân. Không, ta không muốn nghe lời nào nữa cả. Ta không muốn nghe lời nào nữa cả. Đặng Hải đi đi. Kiều Quyên, phu nhân. Khốn kiếp thật mà. Kim Tùng nó đã được Lữ Đạt giải thoát bằng thể lệnh của ta. Quân, hãy nghe lệnh của ta, đêm nay khóa kính cổng dinh đường và trực sẵn cung tên, bất cứ kẻ nào lén vào phải bắn chết cho ta. Quân, còn ngươi, hãy lập tức đi tìm Lữ Thanh Quy, bảo với nó rằng đêm nay đừng bước vô khỏi cổng. Kìa, tại sao đêm nay cổng đường lại quá chặt? Có ai không? Phu quân, hãy mở cổng cho thiếp. Y Nhi, Kiều Quyên, tại sao cổng đường lại khóa chặt? Y Nhi đâu? Kim Tùng, chẳng về đây bằng xương bằng thịt hay bằng oan hồn đến chết vẫn chưa yên. Hãy subscribe.
mà bà tưởng đâu tôi mang một xác thân tiêu tan xương cốt dưới quan mộ. Chờ còn sống, có phải sự sống còn của tôi tạo cho bà cảnh gian dở không cười nên thẹn thùng dâng lên khoe mắt bỡ ngỡ để làm nghiêng ngửa dành môi. Bà còn nhớ bà đã nói gì với tôi không? Bà nói rằng dẫu sáng thuyền khác nhưng bà chưa ôm cầm để dội lên dây, thế mà khi vui mây mật cũng thương bà đập nát đàn xưa thành muôn vàng mạch. Chàng đâu có biết nỗi đớn đau của gian thương khi trỗi lên phục phượng cầu hoàng, thì làm sao em quên được bản tình ca thuở nào ta đã hát. Phải, nếu bà không nhắc thì tôi vẫn còn nhớ ngày nào tôi đã hát. Em ơi, nhớ chăng ngày ấy đôi ta yêu nhau lá rừng bên cầu nhớ mãi duyên ban đầu. Những chuyến đầu kia ai chẳng nhớ, còn riêng tôi nuốt tôi ôm sầu. Tôi đã nhen lòng giữ trọn một điệu hát để cho bà du côn. Dù đôi ta ngang cùng say phim lỗi bản tình ca, thế mà con đâu sao bà không ru cho con lại học đòi chỉ đâm tướng nữ trên sông tầng hoài để hát khúc hồ đình quan. Kim Tùng ơi, chàng đã hiểu lầm thiếp. Trên danh nghĩa em là vợ của Lữ Thanh Quy, nhưng em không hề phản bội chàng. Làm sao ta tin được khi sự thật đã phơi bày? Hay là nàng, nàng đã giết con, em đã giết con để trở thành người phản bội? Không, chính kẻ bội phản đang cúi đầu xin tội nhường cho dần trăng soi sáng cho quả tim của người thiếu phụ đang ôm ấp mối duyên đầu. Lữ Thanh Quy, chỉ có tôi mới là kẻ đang sỉ nhục muôn đời. Đứng trước một người chồng đau khổ, một bên là thiếu phụ nghẹn ngào lặng tiếng mời. Kim Tùng về đây duyên đã khác, nhưng tình nàng vẫn còn khắc mãi trong tim. Sang ngang đàn lối người cầm, trước sau vẫn một khúc ngâm chung tình. Lữ Thanh Quy, tôi chỉ cần bắt lại ý nhi, chứ không mong nối lại mối tình xưa cũ. Ý nhi đâu? Hay là anh đã mưu sát hại con tôi? Ý nhi đâu? Sát hại ý nhi à? Tùng ơi, dẫu không chắc dòng yêu đương khi được tin Kim Tùng vùi thay ngoài xương tuyết. Nếu tôi cố bỏ mối tình gửi gắm của kẻ ra đi, thì lỗi nghĩa để quên sai tình thủ cúc. Chứ đôi với ý nhi, tôi vẫn còn tình cốt nhục. Tôi đã thay Kim Tùng và xem đã săn sóc giấc ngủ miên ăn nắng chiều mơ, thì có lý đâu tôi lại ra tay hạ sát cô đành. Nếu anh nói như vậy thì xin anh trả ý nhi lại cho tôi.
được. Tôi sẽ phá cổng dinh được, Cụ Yên Nhi trả lại cho hai người. Công thủ xa thương Thanh Quy. Lưu Huynh. Thanh Quy. Lưu Huynh. Dòng sông mơ trên tấm thơ, như tiếng ai đi về. Dòng